Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, xóa nhòa hết những điều em hứa. Mây đen tới, trời chẳng còn xanh nữa. Nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Các bạn thân mến, đây là những vần thơ vô cùng quen thuộc của một người nghệ sĩ mà được rất nhiều những người đồng nghiệp và độc giả sau này đặt cho một danh hiệu, đó chính là nhà thơ trên sân khấu. Chính xác, không ai khác đó chính là nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2020, là một ngày vô cùng đặc biệt với những người đồng nghiệp, với những người bạn và với cả những độc giả yêu quý những trang thơ, những vở kịch của Lưu Quang Vũ. Chính vì vậy mà ở trong phần video clip này, nhân ngày sinh nhật lần thứ 72 của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ vô cùng nổi tiếng của người nghệ sĩ này. Bài thơ được mang tên là Mây Trắng Của Đời Tôi. Những ngọn lửa vô tình chưa kịp có tên, dòng nhựa trong cây, mùa xuân trong dòng nhựa, cơn gió ẩn sau buồm, chân trời sau biển cả, những nhịp cầu nối hạt cát với ngôi sao. Bánh ăn và giấc ngủ đưa tôi tới những bến bờ chưa tới được, vượt khỏi mình tôi nhập với trăm phương. Nói lời riêng mà thấu chiều tâm hồn, sau đêm tối một ban mai mới mẻ, dẫu ngắn ngủi bừng tia chớp lóe, đủ cho anh nhìn thấy mặt em rồi. Trên mái nhà cao vút rừng cây, trên rừng cây những đám mây xô dạt, trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Những dòng thơ thao thức khôn nguôi, những dòng thơ người viết cho người, trên bãi bể thời gian tôi viết tiếp, những dòng thơ như móng tay day dứt, trên vỏ dưa xanh thắm của mùa hè. Cho kẻ xa nhà mai lá chở che, cho ngưng lại nhịp đồng hồ quên lãng, sợi dây mỏng nối liền ta với bạn, và ban mai trong mắt những con gà. Các bạn thân mến, đây là một trong những bài thơ vô cùng quen thuộc của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, là một người nghệ sĩ đặt chân vào nền văn học Việt Nam bằng một niềm đam mê thơ vô cùng mãnh liệt, và sau này lại cực kỳ thành công trong sự nghiệp viết kịch của mình. Lưu Quang Vũ chắc hẳn sẽ mãi mãi là một người nghệ sĩ, là một nhà thơ, là một nhà viết kịch, là thần tượng của rất nhiều những thế hệ độc giả sau này. Tôi vẫn còn nhớ vở kịch cuối cùng mà Lưu Quang Vũ viết trong sự nghiệp viết kịch của mình mang tên là Điều Không Thể Mất. Và chắc chắn rằng là những điều mà Lưu Quang Vũ để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại, cho những người yêu văn chương sau này, sẽ mãi mãi, vĩnh viễn là điều không bao giờ có thể mất đi.